Xin chào tất cả các em. Hôm nay trong chương trình vật lý lớp 12, thầy sẽ hướng dẫn cho các em làm cái dạng toán tổng hợp dao động điều hòa. Thì để làm được cái bài toán tổng hợp dao động điều hòa, chúng ta có nhiều cách làm. Cách thứ nhất, chúng ta có thể sử dụng công thức phương pháp đại số, tức là chúng ta sử dụng các công thức trong sách giáo khoa chương trình vật lý lớp 12 người ta đã đưa ra. Cách thứ hai là chúng ta dùng sơ đồ dạng đồ Brachnan, chúng ta tổng hợp hai vector A1 và A2 lên. Rồi cách thứ ba đó là cách sử dụng máy tính Casio FX580 VNX hoặc là các máy tính đời trước cũng được, đúng không ạ? Thì hôm nay trong video này thầy sẽ hướng dẫn cho các em cách sử dụng máy tính FX580 VNX để chúng ta làm những dạng bài toán này. Và khi chúng ta sử dụng những bài toán dùng máy tính này thì thầy thấy hiệu quả nó giải rất nhanh hơn so với phương pháp đại số cũng như phương pháp tổng hợp vector. Và thật ra phương pháp tổng hợp vector cũng rất là hay. Ở lát nữa chúng ta sẽ có một số cái bài toán sử dụng các phương pháp tổng hợp vector, đúng chưa? Và bây giờ thầy trò chúng ta cùng đi tìm hiểu xem coi, chúng ta cùng đi giải chi tiết 9 cái câu này nó như thế nào đây, đúng chưa? Bây giờ chúng ta cùng đi câu đầu tiên. Người ta nói rằng nhận xét nào sau đây về biên độ dao động tổng hợp là không đúng. Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Câu A có cùng biên độ, có biên độ phụ thuộc vào biên độ của mỗi dao động, của dao động hợp thành thứ nhất. Câu B biên độ phụ thuộc vào biên độ của dao động hợp thành thứ hai. Câu C có biên độ phụ thuộc vào tần số chung của hai dao động. Câu D có biên độ phụ thuộc vào độ lệch pha giao hai dao động hợp thành. Thì để làm được câu này á, các em chú ý đây, thầy nhắc lại lý thuyết cho các em nè. Ví dụ như một vật tham gia đồng thời hai dao động cùng phương cùng tần số, đúng không? Chúng ta có phương trình dao động thứ nhất x1 bằng a1 cos cùng tần số nha, như vậy là omega t cộng cho phi 1. Rồi dao động đồng thời nó tham gia dao động thành phần thứ hai là x2 sẽ bằng a2 cos omega t cộng cho phi 2. Thì khi đó độ lệch pha của dao động tổng hợp A của chúng ta, đúng không? Theo công thức của chúng ta sẽ bằng căn bậc 2 của A1 bình cộng A2 bình cộng 2 lần A1 A2 nhân cho cos, đúng không? Nhân cho cos của phi 2 trừ phi 1, đúng chưa? Như vậy chúng ta thấy nè, biên độ dao động tổng hợp A nó phụ thuộc vào biên độ dao động thứ nhất, phụ thuộc vào biên độ dao động thứ hai, đúng không ạ? Rồi nó phụ thuộc vào độ lệch pha, tức là lấy phi 2 trừ phi 1, độ lệch pha giữa hai dao động này, đây là phi 2 trừ phi 1, đúng chưa? Như vậy câu A người ta nói rằng biên độ phụ thuộc vào biên độ của dao động thành phần thứ nhất là chính xác, đúng không ạ? Biên độ phụ thuộc vào biên độ dao động thành phần thứ nhất. Câu B biên độ phụ thuộc vào dao động thành phần thứ hai cũng là đúng luôn. Câu C có biên độ phụ thuộc vào tần số chung. Chúng ta thấy trong công thức này nè, A nó không phụ thuộc vào omega, như vậy đâu phụ thuộc vào tần số chung đâu. Do đó câu đáp án C là đáp án sai, là đáp án không đúng, chúng ta chọn nó. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu số 2 xem nội dung câu số 2 ra sao đây. Một vật nhỏ có chuyển động là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là x1 bằng a cos omega t, x2 sẽ bằng a2 cos omega t cộng b trên 2. Gọi e là cơ năng của vật. Người ta yêu cầu tính khối lượng của vật, đúng không? Gọi e là cơ năng của cái vật này, hỏi khối lượng của vật là bao nhiêu. Thì để giải quyết được cái bài này á, thì bây giờ thầy sẽ nói lại lý thuyết cho các em rõ chỗ này, đúng chưa? Ví dụ như chúng ta có hai phương trình dao động thành phần là x1 bằng a1 cos omega t cộng cho phi 1, đúng không? Phương trình dao động thành phần thứ hai x2 sẽ bằng
x2 nó sẽ bằng A2 cos omega t cộng phi 2. Các em lưu ý rằng khi độ lệch pha delta phi này, nó khi hai dao động này cùng pha với nhau, tức là delta phi này nó có thể là bằng 0 hoặc là bằng K2bi đó, đúng không? Bằng một số chẵn của bi, hoặc là bằng 0 luôn, đúng chưa? Thì viết tắt luôn ha, bằng 0 hoặc là bằng số chẵn của bi. Thì lúc đó chúng ta suy ra biên độ dao động sẽ đạt giá trị lớn nhất, biên độ dao động tổng hợp đạt giá trị lớn nhất và sẽ bằng A1 cộng A2. Đây là trường hợp thứ nhất các em cần chú ý cho thầy. Trường hợp thứ hai, khi độ lệch pha nó sẽ bằng delta phi nè, độ lệch pha lấy phi 2 trừ phi 1 đó là delta phi. Nó bằng một số lẻ của bi, tức là 2k cộng 1 lần bi. Ví dụ như chúng ta lấy phi 2 trừ phi 1 nó 3bi, 1bi, 3bi, 5bi, 7bi vân vân, tức là bằng một số lẻ của bi. Thì lúc đó biên độ dao động tổng hợp sẽ đạt giá trị nhỏ nhất và bằng trị tuyệt đối A1 trừ cho A2. Ở đây thầy chưa biết anh nào lớn hơn thì lấy trị tuyệt đối, đúng chưa? Và một điều đặc biệt thứ ba nữa, nếu hai dao động này vuông pha với nhau, đây là cùng pha, đây là ngược pha, vuông pha tức là bằng số chẵn, xin lỗi, số lẻ của bi trên 2. Thì lúc đó biên độ dao động tổng hợp các em sử dụng Pythagore, lấy A1 bình cộng A2 bình. Rồi điều đặc biệt thứ tư nữa, nếu mà A1 biên độ dao động thứ nhất bằng biên độ dao động thành phần thứ hai và độ lệch pha của nó là bằng bi trên 3, tức là 60 độ, thì lúc đó chúng ta có thể suy ra ngay luôn biên độ dao động tổng hợp này, A này sẽ bằng A1 hoặc là A2 căn 3, đúng không? Căn 3, đúng không? Bằng A căn 3 đó, được chưa? Đây thầy đặt là A nhỏ hay là bằng A, biên độ dao động tổng hợp sẽ bằng A1 nhân căn 3, đúng không? Và độ lệch pha nó sẽ là bằng bi trên 6 đó, được chưa? Phi pha ban đầu của cái dao động tổng hợp đó là bi trên 6 đó. Như vậy quay trở lại cái bài toán này, người ta thấy rằng, chúng ta thấy rằng đây hai dao động này, đây là x1 bằng A1 cos omega t, phi 1 của nó bằng 0 nè, x2 là bằng A2 cos omega t cộng bi trên 2, như vậy phi 2 nó bằng 0 nè. Như vậy bây giờ chúng ta coi, đây thầy có thể dùng viết đen cho các em thấy rõ nè, trong trường hợp này ha. Chúng ta thấy nó rớt vào cái trường hợp thứ ba nè, độ lệch pha của nó có phải là bằng bi trên 2 không ạ? Đây chúng ta thấy nè, delta phi của chúng ta có phải là bi trên 2 không các em? Lấy phi 2 trừ phi 1 nó là bi trên 2. Như vậy lúc đó biên độ dao động tổng hợp sẽ dùng Pythagore sẽ bằng A1 bình cộng cho A2 bình. Và bài này người ta đã cho cơ năng rồi, người ta yêu cầu tính khối lượng của vật nặng, đúng không? Như vậy chúng ta có công thức cơ năng E bằng 1/2 M omega bình nhân A bình. Thì từ đây thầy có thể suy ra M chia 2 chuyển lên thành nhân 2, đúng không? Chúng ta đang tìm M mà, bài toán ta đang yêu cầu tìm M, như vậy thầy tìm M ở đây. Chia 2 chuyển lên nhân 2, như vậy là 2E nhân omega bình chuyển qua thành chia omega bình, nhân A bình chuyển qua thành chia A bình, và A bình chúng ta sẽ thay thế bằng A1 bình cộng A2 bình, đúng không? Như vậy nó sẽ nhân A1 bình phương cộng cho A2 bình phương. Và chúng ta nhìn vào đây, chúng ta thấy đáp án M của chúng ta đây, đúng không? Đáp án D. Được chưa? Câu số 2, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Rồi, bây giờ chúng ta cùng qua câu số 3, xem nội dung câu số 3 như thế nào đây. Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có biên độ A1 8, A2 15, lệch pha nhau bi trên 2, dao động tổng hợp. Như vậy bài này thì quá dễ rồi, vì độ lệch pha nó là bi trên 2, như vậy biên độ dao động tổng hợp các em dùng Pythagore luôn, A1 bình cộng A2 bình luôn, bằng căn bậc 2, A1 là 8 bình phương cộng cho 15 bình phương. Và chúng ta bấm máy, 8 bình phương ra 64, 15 bình phương ra 225,
đúng không ạ? 6425 ở đây là căn, đây chúng ta bấm máy coi nó như thế nào đây. 64 cộng cho 225 bằng 17. Như vậy đáp số chỗ này của chúng ta bằng 17. Đúng không? Chỗ này bằng 17. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C. Đó là xong nội dung câu số 3. Quá dễ đúng không các bạn? Rồi, bây giờ chúng ta qua câu số 4. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt là x1 bằng 5 cos bt cộng pi trên 3, x2 bằng 5 cos bt cm pha dao động tổng hợp có dạng như thế nào? Thì người ta cho x1, x2. Bài này chúng ta có thể sử dụng hai nhiều cách, đúng không? Cách thứ nhất là thầy đã đưa rồi, nó rơi vào trường hợp đặc biệt nè các em. Có phải bằng A1 bằng A2 không ạ? Và bằng 5 không các em? Đây là A1, đây là A2, đều bằng 5. Và độ lệch pha delta phi của nó có phải là bằng pi trên 3 không? Lấy phi 2 trừ phi 1 trừ pi trên 3 hay cộng pi trên 3 thì nó cũng là như nhau thôi, đúng không? Độ lệch pha nó là pi trên 3. Như vậy từ đây chúng ta suy ra biên độ rộng tổng hợp của nó có phải là bằng A1 nhân căn 3 không ạ? Và độ lệch pha pha ban đầu của cái dao động tổng hợp này nó bằng delta phi trên 2 đó, nó bằng, như vậy nó bằng pi trên 6 đó các em. Đúng không? Delta phi của nó là pi trên 3, chia 2 nó là pi trên 6. Và biên độ dao động tổng hợp của chúng ta có phải bằng là A1 là 5 nè, A1 bằng A2 bằng 5. Như vậy có phải bằng 5 căn 3 không ạ? Còn omega thì nó đều là như nhau rồi. Như vậy chúng ta tìm được A bằng 5 căn 3. Phi là pi trên 6. Do đó đáp án câu này là đáp án B. Rồi. Cách thứ hai chúng ta có thể dùng máy tính. Chúng ta bấm. Bây giờ thầy sẽ dùng máy tính FX Casio. Máy tính Casio FX580 VNX. Chúng ta làm, đúng không? Đầu tiên á, các em phải đổi ra radian cho thầy, đúng không? Đúng chưa? Bằng cách chúng ta bấm shift mode. Shift mode rồi số 2. Đúng không? Shift mode 2, 1 là độ, 2 là radian, vân vân. Như vậy chúng ta bấm 2. Khi đó trên máy nó sẽ xuất hiện chữ R nè, đây là 2 nè các em. Rồi, bước tiếp theo của các em, chúng ta phải đổi, chúng ta phải tính hàm số phức. Mà tính hàm số phức thì các em bấm mod, đúng không? Chúng ta bấm là mod nè, 2 nè. Đây, bấm mod 2 thì trên màn máy tính của các em nó xuất hiện dấu dấu như thế này. Đúng không? Dấu như thế này. Đúng không? Đây, máy tính của các em xuất hiện như thế này là chúng ta đã tính ra được hàm số phức rồi, chúng ta dùng phức. Rồi, bây giờ để tính cái bài này á, thì đầu tiên các em nhập máy như thế này. Thật ra x của chúng ta nó chính bằng x1 cộng x2. Đây thầy dùng máy màu đỏ, viết màu đỏ cho nó rõ đi. Thì lúc đó các em nhập máy như sau. Đúng chưa? Chúng ta sẽ nhập máy như sau. X1 các em nhập là A1 đến góc phi 1 rồi đến cộng cho A2 rồi đến góc phi 2. Như vậy bây giờ thầy nhập nha. Đây thầy đem cái này ra chỗ này đi, thầy nhập cho nó dễ ha. Bây giờ chúng ta coi nè. A1 của các em là 5. Các em nhập 5. Sau khi đổi ra radian, sau khi đưa về hàm phức, muốn đổi radian thì như nãy thầy đã nói, bấm shift mode 2. Shift mode đúng không? Shift nè, menu nè, bấm 2 nè, và bấm số 2 nữa là radian. Rồi muốn đổi ra số phức là bấm mode nè, 2 nè. Đây các em thấy mode 2 đúng không? Menu 2 đó, bấm menu 2 đó thì nó ra cái ô tròn này, đó là số phức đó các em, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta nhập A1. A1 là 5 đến góc. Góc thì các em bấm shift ENG, ENG, bấm shift ENG. Rồi đến phi 1 của các em nhập là pi trên 3. Như vậy thầy nhập pi trên 3, đúng chưa?
bì trên 3, rồi chúng ta đem con trỏ chuột ra đây. Rồi đến cộng A2, bấm dấu cộng. A2 của các em đó là 5. Đến góc nó là 0. Góc nó 0 thì các em có thể ghi hoặc là không ghi cũng được, không sao cả. Rồi chúng ta bấm bằng. Được chưa? Thì ở đây nó đang dưới dạng là số phức. Chúng ta phải đổi ra hàm lượng giác bằng cách chúng ta bấm option, đúng không? OBTN đó, bấm phím OBTN. Như vậy thầy bấm OTBN. Rồi chúng ta dời xuống, di con trò chuột xuống dưới vị trí này, đúng chưa? Dấu xuống dưới đó. Và chúng ta thấy một nè, đưa về góc. Như vậy ta bấm tiếp phím 1 và bấm bằng. Thì các em nhận thấy rằng A của nó, khi đó A của nó là bằng A bằng 5 căn 3 và góc nó là bi trên 6. Như vậy nó sẽ xuất hiện là 5 căn 3 và góc nó là bi trên 6. Do đó chúng ta câu số 4 đó là đáp án B. Được chưa? Như vậy bài số 4 thầy trình bày cho các em hai cách tính rồi đó. Bây giờ chúng ta qua bài số 5. Câu số 5 này tương đối khó nha các em. Hai dao động cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt là x1 a1 cos omega t cộng phi 1, x2 là a2 cos omega t cộng phi 2. Gọi x cộng đó là tổng của hai dao động này, x trừ đó là hiệu của hai dao động này. Biết rằng biên độ của dao động x cộng bằng 3 lần biên độ dao động của x trừ. Người ta nói độ lệch pha cực đại giữa x1 và x2 gần với giá trị nào nhất. Đúng, đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ xuất phát từ cái vị trí này. Biên độ dao động A cộng của chúng ta sẽ bằng 3 lần biên độ dao động A trừ. Đúng không? Ta xuất phát từ vấn đề này. Như vậy chúng ta xuất phát từ A cộng đi. Biên độ dao động A cộng sẽ bằng căn bậc 2 của A1 bình cộng A2 bình cộng 2 lần A1 A2 nhân cos của delta phi, lấy phi 2 trừ phi 1 đó các em. Tương tự chúng ta có biên độ dao động A trừ, tức là lấy x1 trừ x2 đó, thì chỗ này nó là dấu trừ thế thôi, đúng không? Sẽ bằng căn bậc 2 của A1 bình cộng A2 bình trừ cho 2 lần A1 A2 nhân cos của delta phi. Được chưa? Rồi mặt khác theo đề bài chúng ta có A cộng, đúng không ạ? A cộng bằng 3 lần A trừ. A cộng bằng 3 lần A trừ. Như vậy hai thằng này bằng nhau. Vế anh này bằng cái vế dưới này. Vế phải bằng vế phải. Đều có căn hết. Thầy bình phương hai vế đi để cho nó mất căn đi. Đúng không ạ? Và hiển nhiên nó là số dương rồi. Đúng chưa? Thầy tương đương lên, thầy suy ra nè. Chỗ này suy ra. Trong này còn A1 bình cộng A2 bình cộng cho 2 lần A1 A2 nhân cos của delta phi. Đúng chưa? Đây là A cộng bằng 3 lần A trừ. Như vậy bình phương lên, chỗ này 3 bình phương lên nó là 9 nha. 9 lần A1 bình cộng A2 bình trừ 2 lần A1 A2 nhân cos của delta phi. Rồi chúng ta rút gọn anh này nha các em. Rồi bây giờ thầy sẽ rút gọn ha. Tương đương lên, chúng ta thấy nè, 9 nè. Bên này coi như A1 bình cộng A2 bình tất cả nhân 9 đó. Bên này một lần 9 trừ 1 ra 8. 8 lần A1 bình cộng A2 bình. Rồi bên này 9 lần 2 18, 18 trừ 18 chuyển qua hình cộng 18. Cộng 18 với gặp 2 lần A1 A2 cos delta phi thì nó sẽ bằng là bao nhiêu đây ạ? 20 lần A1 A2 nhân cos delta phi. Và chúng ta cần tìm cái góc delta phi nhỏ nhất này là bằng bao nhiêu nào? Đúng không? Đề bài người ta hỏi độ lệch pha cực đại, đúng không? Delta phi mát của chúng ta là bằng bao nhiêu đó? Ta đang tìm anh này. Rồi bây giờ thầy rút gọn chỗ này đi nha. Từ đây thầy tìm cos delta phi, chuyển xuống là chia.
À, chia cho 4, 8 chia 4 được 2, 5 20 chia 4 được 5. Như vậy 2 phần 5 nhân A1 bình cộng A2 bình chia cho A1 A2. Đúng chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta coi cái anh này. Ta để đang tìm để thằng này là lớn nhất, để delta phi mà của chúng ta là lớn nhất, đúng không? Chúng ta phải biện luận anh này. Cái thằng này chúng ta nhớ tới bất đẳng thức Cauchy nè các em. Đây. Thầy sẽ dùng viết đen hàng, thầy áp dụng bất đẳng thức Cauchy nha. Thì trong bất đẳng thức Cauchy cho hai số không âm, đây là hai số không âm, đúng không? Hai số không âm của nó, thì chúng ta đã biết rằng trung bình cộng sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng trung bình nhân, đúng chưa? Trung bình cộng sẽ luôn lớn hơn bằng trung bình nhân, tức là A1 bình cộng A2 bình chia 2, đây là trung bình cộng luôn lớn hơn hoặc bằng trung bình nhân, tức là A1 bình nhân A2 bình. Và chỗ này bình phương mất căn rồi thì nó phải ra là A1 A2 không các em? Hay là chúng ta suy ra anh này nè. Chúng ta nhận thấy rằng A1 bình cộng cho A2 bình sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng chia 2 chuyển lên nhân 2 lần A1 A2. Được chưa ạ? Đây là sử dụng bất đẳng thức Cauchy, chúng ta có cái điều này. Như vậy, từ đây chúng ta suy ra, chúng ta tương đương lên cos của delta phi. Bây giờ mình thay thế a bình cộng a1 bình phương cộng cho a2 bình phương, đúng không? Nó sẽ mình thay thế anh này. Đúng chưa? Nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 2 lần a1 a2. Đúng không? Lớn hơn bằng 2 lần a1 a2. Như vậy, chỗ này 2 chia cho 5 thì được là 0,4 nè. Đúng không? Chúng ta thay thế a1 a2 nó sẽ bằng 2 lần lớn hơn, đúng không? Như vậy chỗ này nó sẽ lớn hơn hoặc bằng, đúng không ạ? Lớn hơn hoặc bằng 2 lần a1 a2. 2 lần a1 a2 đơn giản đi là a1 a2, như vậy nó chỉ còn là 2 thôi. Được chưa? Hay là cos của delta phi của chúng ta lớn bằng 0,8. Rồi chúng ta bấm shift cos của delta phi thử xem coi cái góc này nó là bao nhiêu độ, đúng chưa? Chúng ta bấm shift cos. Đầu tiên tại vì đáp án của chúng ta coi đáp án của chúng ta là độ hay gì đây nè. Ta coi lại đáp án này nha. Đáp án độ. Độ lệch pha cực đại dưới x1,2 gần giá trị nào nhất? Ở đây xin lỗi, chỗ này thầy nhầm ha. Đây là dấu nhỏ hơn hoặc bằng chứ. Đây dấu nhỏ hơn hoặc bằng mới đúng nha. Tại vì sao? Tại chúng ta coi nè. Đây chúng ta thay A1 bình cộng A2 bình sẽ lớn hơn bằng 2 lần A1 A2. Như vậy A1 A2 sẽ nhỏ hơn hoặc bằng A1 bình cộng A bình. Như vậy đây là dấu nhỏ hơn hoặc bằng nha. Anh này sẽ nhỏ hơn hoặc bằng. Được chưa? Tại vì chúng ta đã thay thế A1 bình cộng A2 bình bằng 2 lần A1 A2 rồi. Như vậy đây phải là dấu nhỏ hơn nha. Rồi, chúng ta bấm shift code của 0,8. Đầu tiên chúng ta phải đổi, vì đáp số của chúng ta là độ, như vậy chúng ta đổi ra độ nha. Bấm shift menu 2 1 độ. Rồi, bấm shift code của 0,8 coi ra nhiêu đây. Nó bằng 36,86 hay 36,89 độ. Như vậy cos của delta phi của ông ta, hay là suy ra delta phi đó, suy ra delta phi của ông ta nhỏ hơn hoặc bằng 36,9. Đúng chưa? Nhỏ hơn hoặc bằng. Như vậy delta phi mát của các em nó phải bằng là 36,9 độ. Được chưa? Delta phi mát của chúng ta bằng 36,9 độ, hay nó xấp xỉ là 40 độ. Đúng không ạ? 40 độ. Như vậy câu số 5 đáp án đúng là đáp án B. Đó là xong nội dung câu số 5 của chúng ta. Bây giờ chúng ta qua câu số 6.
Ta qua nội dung câu số 6 xem như thế nào đây. Đây thầy mở lớn ra nha. Một vật tham gia đồng thời ba dao động cùng phương trình, đúng không? Cùng phương có phương trình lần lượt là như màn hình của các em đó, x1, x2, x3. Người ta yêu cầu tìm giá trị vận tốc cực đại của vật là bao nhiêu. Như vậy người ta yêu cầu tìm Vmax đó. Chúng ta dùng công thức là V ôm anh là omega A, đúng không ạ? Omega A. Và bây giờ chúng ta thử xem coi câu này bây giờ chúng ta phải tính omega. Omega thì chúng ta đã biết rồi, nó là 5 pi rồi. Vậy chúng ta phải tính biên độ dao động cực đại. Mà để tính được biên độ dao động cực đại, chúng ta sử dụng cái phương trình là x của chúng ta sẽ bằng x1 cộng x2 cộng x3. Và bây giờ thầy sẽ dùng hàm, thầy sẽ dùng máy tính, thầy sẽ cộng ba cái anh này lại, đúng không ạ? Thầy sẽ dùng máy tính Casio, thầy sẽ cộng ba cái vị trí anh này coi nó là bao nhiêu đây nha, đúng không? Chúng ta coi cộng. Đầu tiên chúng ta phải đổi ra radian, đây đang đợi D thì đổi radian, bấm shift menu 2 2. Rồi bây giờ chúng ta đổi ra số phức, rồi lấy x1 của chúng ta là bao nhiêu đây ạ? A1 là 2 căn 3. Rồi đem ra ngoài, bấm shift ENG. Rồi B trên 6 trừ B trên 6, shift B chia 6. Rồi đem ra ngoài cộng cho A2. A2 của các em là 4. Rồi gấp, bấm shift ENG trừ B trên 3 trừ shift B chia 3. Rồi đem ra ngoài cộng cho A3 phi 3. A3 của các em là 8, phi 3, bấm góc shift ENG trừ B. Rồi bằng, đúng không ạ? Muốn đổi ra hàm lượng giác, chúng ta bấm option OTBN đó, rồi di chuyển xuống dưới, thấy vị trí này là hàm lượng giác, bấm số 1 bằng. Như vậy A của các em, đây chúng ta coi A của các em nó là 6 và là trừ 2 pi trên 3. A của các em là 6 cm và phi của các em là trừ 2 pi trên 3. Rồi bây giờ chúng ta tính giá trị cực đại của vận tốc, được chưa? Và pha ban đầu nó là trừ 2 pi trên 3. Như vậy đáp án này nè, đúng không? Chúng ta thử tính coi A nó có phải ra là 30 không nha. A V max của chúng ta là bằng omega A. Omega là 5 pi nhân A là 6, 5, 6, 30 pi. Đây là V max. Omega của các em chúng ta bấm máy ra trừ 2 pi trên 3. Như vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D. Được chưa? Các em thấy rất là nhanh, không có gì khó khăn cả. Câu số 7. Một vật tham gia đồng thời 3 dao động có phương trình x1, x2, x3, chưa biết A3, chưa biết phi 3. X1 thì ta biết A1 rồi, phi 1 rồi. X2 ta cũng biết A2 rồi, phi 2 rồi. X3 chúng ta chưa biết A3, phi 3. Bây giờ người ta nói phương trình dao động tổng hợp nó có dạng như thế này. Yêu cầu chúng ta tính A3 và phi 3, đúng không? Tính biên độ dao động và pha ban đầu của thành phần thứ ba. Thì bây giờ chúng ta có thể nhận xét như thế này. Biên độ dao động tổng hợp của chúng ta x đó thì bằng x1 cộng x2 cộng x3. Bây giờ có thằng x1 và x2 rồi, thầy có thể gom lại x1 cộng x2 thì thầy có thể bằng x12 cộng cho x3. Đúng không ạ? Rồi, như vậy hay là nói khác đi, chúng ta từ chỗ này đi, chúng ta khỏi chỗ này đi ha. Chúng ta coi, chờ thầy chút, nó bị nhảy rồi. Đây, từ chỗ vị trí này đi, chúng ta đang tìm x3. Từ đây thầy sẽ suy ra x3 có phải bằng x trừ cho x1 trừ cho x2 không? Đúng không ạ? Như vậy khi đó chúng ta sử dụng máy cái tính Casio, chúng ta sẽ nhập máy thôi. Chỗ này là dấu trừ, chỗ này là dấu trừ, thế là xong. Bây giờ thầy sẽ nhập nha.
đúng không? X của ông ta đó là 6, góc là trừ bi trên 6, như vậy 6 rồi đến góc shift trừ bi trên 6 trừ shift bi chia 6 rồi đem ra ngoài. Đây là x, đó là a phi trừ x1, đó là a phi 1, đúng không? Trừ, đây dấu trừ của công thức nè. A là mấy đây ạ? A là 2 căn 3. Rồi đem ra ngoài phi 1. Góc phi 1 thì bấm shift ng. Bi trên 3. Phi 1 là bi trên 3. Shift bi chia 3. Rồi đem ra ngoài trừ cho x2. Trừ x2 là 4. A2 là 4, phi 2 là bi trên 6. Như vậy 4 rồi góc bi trên 6 shift bi chia 6. Rồi bấm bằng. Đây nó mới ra biên độ dao động, đây là A2 nè, là 8 nè. Xin lỗi, đây là A3 đó, A3 là 8 nè. Và phi 3 của chúng ta là trừ bi trên 2 nè. Đúng không ạ? Đây chính là A3 và đây là phi 3, 8 với trừ bi trên 2. Chúng ta coi đáp án nào đây. Ta coi đáp án nào nha, kéo xuống dưới coi. 8 với trừ bi trên 2, như vậy câu số 7 đáp án đúng là đáp án C. Được chưa? Các em thấy rất là nhanh, không có gì khó khăn cả. Bây giờ chúng ta qua câu số 8. Dao động của một chất điểm có khối lượng, đây là chữ M, 100g đổi ra là 0,1 kg nha, là tổng hợp của hai dao động điều hòa có phương trình ly độ lần lượt là x1 bằng 5 cos 10t, x2 bằng 10 cos 10t. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng tính cơ năng của chất điểm. Như vậy chúng ta muốn tính cơ năng E nè, chúng ta sử dụng các công thức 1/2 m omega bình a bình, đúng không ạ? Vậy bây giờ chúng ta phải có m, m có rồi 0,1, omega có rồi trước t là 10, như vậy chúng ta phải tính a. Bây giờ chúng ta thấy nè, x1 pha của phi x1 là 0, pha của phi x2 cũng là phi 2 là 0. Như vậy độ lệch pha delta phi của nó là bằng 0, không ạ? Như vậy hai dao động này cùng pha nè. Suy ra biên độ dao động nó sẽ đạt giá trị lớn nhất chính bằng A1 cộng A2 luôn đó. Đúng chưa các em? Vì hai dao động này cùng pha, như vậy biên độ dao động lớn nhất và bằng A1 cộng A2, tức là bằng 5 cộng 10 ra 15 nè. Như vậy mình thế vào đây, chúng ta có vậy E nè bằng 1/2 M là 100g đổi ra là 0,1 kg. Omega của chúng ta là 10 bình phương, omega là 10 bình, omega bình là 10 bình, a của các em là 15 cm, thì nhớ phải đổi ra mét là 0,15 bình phương lên, đúng chưa? Rồi chỗ này 10 bình phương là 100, 100 nhân 0,1 thì ra 10, 10 chia 2 được 5, nhân 15 bình phương ra 225, một dấu phẩy bình phương lên là 2, 2 dấu phẩy bình phương là 4 dấu phẩy, 1, 2, 3, như vậy 0,0225. Rồi chúng ta bấm máy coi anh này coi nó ra nhiều nha. Shift mod 1, menu 1 chứ, menu 1. Rồi bấm 5 nhân 0,0225, 0,0025 đúng rồi, bằng nó ra là 0,1125 joule. Như vậy câu số 8 đáp án đúng là đáp án A. Được chưa? Đó là xong nội dung câu số 8. Qua câu cuối cùng, câu số 9. Dao động tổng hợp của hai dao động có phương trình, đúng không? Đây là phương trình dao động tổng hợp nha. X bằng 3 cos bt trừ 5 bi trên 6. Biết dao động thứ nhất có phương trình là x1,
như màn hình của các em coi đó, dao động thứ hai có phương trình là bao nhiêu. Thì chúng ta lấy x2 thì bằng x trừ cho x1, rồi như vậy chúng ta nhập máy vào bình thường. Đúng chưa? Đây radian đổi rồi, đổi ra số phức là mod. Đúng không? Mod 2, shift mod 2 đó. Đây, shift menu 2. À, không phải. Chúng ta coi lại nha. Bấm menu. Menu 2 là ra số phức, được chưa? Menu 2 ra số phức. Rồi lấy x2 thì bằng x trừ x1, tức là 3 tới góc là trừ 5 pi trên 6 trừ 5 shift pi chia 6. Rồi đem ra ngoài trừ cho x1 là 5 pi trên 6, 5 đến góc pi trên 6 shift pi chia 6. Rồi bằng. Rồi đổi ra lượng z là bấm OBTN xuống dưới 1 bằng 8 và trừ 5 pi trên 6. Như vậy đây là A2 nó là 8 và phi 2 nó là trừ 5 pi trên 6. Do đó đáp án đúng của câu này đó là đáp án D. Được chưa? Như vậy thầy đã dạy chi tiết cho các em 9 cái bài tập về tổng hợp dao động. Video này đến đây là kết thúc. Mọi ý kiến thắc mắc các em cứ để lại bình luận, thầy sẽ giải thích trong thời gian sớm nhất. Và cái file này thầy sẽ để ở dưới phần mô tả, các em có thể tải về, chúng ta có thể tham khảo thêm. Xin chân thành cảm ơn các em. Hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo.